Vâng, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Kinh Bắc. Và thưa quý vị, hôm nay là buổi chiều ngày 7 tháng 1 năm 2022. Đơn vị chúng tôi xin trân trọng được giới thiệu đến khách hàng bộ sản phẩm bàn ghế phòng khách, bộ Minh Quốc đảo chim bao gồm 6 món, đó là một chiếc đoàn dài, hai chiếc ghế đơn, một bàn lớn, một đôn kẹp bàn và cuối cùng là một chiếc đôn ngồi. Thì đây là bộ sản phẩm hàng đặt của gia đình nhà chủ Cường đến từ tỉnh Phú Thọ nha quý vị. Và đây là cái sản phẩm mà chúng tôi làm rất là dày và là hàng thửa gỗ trọn vân, cũng như là có cái họa tiết đục chạm rất là kỹ. Thì các bác là quan tâm hoặc có nhu cầu muốn sở hữu thì có thể theo dõi đoạn video clip của bên đơn vị chúng tôi. Và sau đó thì chúng tôi sẽ quay chi tiết các cảnh về sản phẩm cũng như là công bố kích thước độ dày. Và sau đó thì sẽ báo giá công khai để quý vị có thể tham khảo cũng như là chiêm ngưỡng được về chất lượng cũng như là đường nét đục chạm. Thì ngay sau đây thì chúng tôi sẽ đi vào chi tiết trên sản phẩm để quý vị có thể tham khảo cũng như là chiêm ngưỡng được một cách rõ nét nhất nó. Thì đây là sản phẩm mà chúng tôi đang để mộc thô nha quý vị. Đó, mộc thô hoàn toàn để quý vị có thể tham khảo về cái chất lượng gỗ mà chúng tôi đã dựng lên một bộ sản phẩm Minh Quốc đảo chim đó. Và đây là bộ sản phẩm mà chúng tôi làm theo phân khúc là hàng cột 12 nha quý vị. Hàng cột 12 và toàn bộ cột thì chúng tôi lựa gỗ là không tâm, không tim và không dập giáp đó. Gỗ chọn rất là đẹp nha quý vị. Và phần chuồng bên dưới thì chúng tôi làm theo mẫu là chân nghê đó, mẫu theo mẫu là chân nghê nha quý vị. Và đây là bộ sản phẩm hàng lớn kích thước, nó hàng cột 12, chân 12. Và chiếc đoạn dài thì chúng tôi làm với chiều dài tính trên mặt khuôn tranh là 2m17, sâu là 63 và cao từ đất lên đỉnh trương là cao 1m27. Và toàn bộ phần trương thì chúng tôi làm là trương liền toàn bộ nha quý vị. Với chiều rộng trương là 25 phân, đó. Rộng trương thì chúng tôi làm là 25 phân và trương là đục mẫu đào chim, đục kênh bong cách điệu. Và gỗ thì chúng tôi chọn rất là đẹp nha quý vị, đó, gỗ chọn rất đẹp đấy ạ. Và có chiều cao từ đất lên đỉnh thì chúng tôi làm cao là 1m27. Đó, cao 1m27. Đục đào ra đào nha quý vị, đục rất là đẹp đấy ạ. Và những cái mẫu sản phẩm của đơn vị chúng tôi thì luôn luôn có một mẫu rất là độc điệu. Và đó là tạo lên cái thương hiệu, nó tạo lên một cái thương hiệu cũng như là một cái đẳng cấp riêng của đơn vị chúng tôi. Đó. Gỗ chọn đẹp và đục chạm rất là kỹ nha quý vị. Bộ Minh Quốc đào chim bao gồm 6 món. Và toàn bộ phần cột thì chúng tôi làm là cột 12. Cột 12 và là cột không tâm không tim và không dập giác nha quý vị. Và hơn nữa là chọn gỗ thửa vân. Chọn gỗ thửa vân đi ạ. Vân gỗ rất đẹp nha quý vị. Và tiếp theo là toàn bộ phần lô tựa thì chúng tôi làm dày 5 phân. Lô tựa là dày 5 phân, đục tích tứ quý, tùng cúc trúc mai. Đó. Lô tựa làm rất là dày nha quý vị. Và với những cái sản phẩm làm tựa dày thì đồng nghĩa với sản phẩm nó rất là khỏe. Đó, rất là chắc chắn. Và tiếp theo là cái phần mặt ván đây ạ. Phần mặt ván đây ạ, quý vị có thể chiêm ngưỡng. Ván chúng tôi làm dày là 2 phân đậu. Đó, dày đậu 2 phân, ván liền và vân gỗ thì có thể nói là quằn quại. Vân rất là đẹp nha quý vị. Đó, vân đẹp, tuyệt vời. Ván mặt là liền tấm dày đậu 2 phân. Và tiếp theo đó là phần khuôn tranh thì chúng tôi làm dày 4 phân. Phần khuôn tranh đây ạ, chúng tôi làm dày 4 phân nha quý vị và được vén cong. Khuôn tranh là dày 4, ván mặt là dày 2 và chân thì chúng tôi làm theo mẫu là chân nghê. Đó, đục đầu lân chân móng. Đầu lân chân móng nha quý vị và yếm thì chúng tôi cũng làm là yếm dày 4 phân, hàng cổ chỉ 3 tầng. Đó. Thì đây là một bộ sản phẩm hàng đặt rất là dày, nó rất là dày dặn nha quý vị. Toàn bộ ván mặt là dày đậu 2 phân và khuôn tranh và yếm thì được vén cong dày 4 phân. Cổ chỉ 3 tầng và là đầu lân chân móng. Và đây là cái sản phẩm mà chúng tôi làm theo mẫu là chân nghê. Vì vậy là đục rất là đẹp nha quý vị. Đó, đục chân rất là đẹp đấy ạ. Đục chân rất là đẹp nha quý vị. Và tiếp theo là hai chiếc ghế đơn thì có kích thước tính trên mặt khuôn tranh là rộng 87. Sâu là 63. Đó, rộng là 87 nha quý vị. Sâu là 63 và cao vẫn là 1m27. Và trương thì chúng tôi đục là mẫu trương đào. Đó. Bộ Minh Quốc đào chim đi ạ, trương liền. Lô tựa thì vẫn là dày 5 phân nha quý vị. Ván mặt thì toàn bộ là ván mặt dày 2, khuôn tranh là 4 phân. Gỗ chọn đẹp từ mặt trước cho đến mặt sau và từ trên xuống dưới nha quý vị. Và tiếp theo là chiếc bàn lớn thì chúng tôi làm với kích thước là 81 x 1m57. Đó. Về phần mặt bàn thì chúng tôi làm là ván liền nguyên một tấm, dày là 2 phân, đục tích là thuận buồm xuôi gió nha quý vị. Đó,
Đục tích là thuận buồm xuôi gió đây ạ. Và bàn hộp thì chúng tôi thiết kế gồm có hai ngăn kéo, đó, hai ngăn kéo hai bên nha quý vị. Và chân thì chúng tôi vẫn làm là chân 12 và được làm theo mẫu chân nghê, cũng như là yếm là dày 4 phân. Yếm dày 4 phân. Và tiếp theo đó là một chiếc bàn kẹp có kích thước là 45 x 55. Đó. Ván mặt thì chúng tôi vẫn làm toàn bộ là mặt liền. Dày là 2 phân và khuôn tranh là dày 4. Đó. Ván mặt là dày 2 phân và khuôn tranh là dày 4 phân. Và ngoài những cái bộ sản phẩm Minh Quốc Đào Chim thì đơn vị chúng tôi còn sản xuất rất là nhiều các sản phẩm như là bộ Tần Thủy Hoàng. Đó. Bộ sản phẩm Âu Á Hộp Trường Quần Thư và rất là nhiều các sản phẩm như là Louis Hoàng Gia nha quý vị. Thì đây là bộ sản phẩm hàng đặt của gia đình nhà anh Mạnh đến từ tỉnh Hải Dương, bao gồm 9 món đó. Thì chúng tôi sẽ giới thiệu trong một cái video clip lần sau. Thì đây là một bộ sản phẩm Minh Quốc Đào Chim bao gồm 6 món hàng cột 12 chân 12 và được chọn gỗ thửa vân cũng như được hoàn thiện rất là dày dặn. Và đơn vị chúng tôi thì có một cái mẫu đục cũng như có kỹ thuật đục chạm và khả năng hoàn thiện rất là kỹ nha quý vị. Thì các bác là quan tâm hoặc có nhu cầu muốn sở hữu thì có thể điện thoại trực tiếp hoặc là kết nối qua Zalo với đơn vị chúng tôi theo số hotline đó là 0868 8240 và địa chỉ của cơ sở thì ngụ tại làng nghề thôn Châu Phong, xã Điên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và cuối cùng là một chiếc đôn ngồi thì có kích thước tính trên mặt đó, mặt rộng là 45 nha quý vị. Thì một bộ Minh Quốc Đào Chim bao gồm 6 món, đó là một chiếc đoạn dài, hai chiếc ghế đơn, một bàn lớn, một đôn kẹp và cuối cùng là một chiếc đôn ngồi. Thì hiện đơn vị chúng tôi đang chào bán cho gia đình nhà chú Cường đến từ tỉnh Phú Thọ với giá là 48 triệu đồng. Thì các bác nào yêu thích hoặc là muốn sở hữu một sản phẩm tương tự thì có thể điện thoại trực tiếp cho đơn vị chúng tôi để được tư vấn và sở hữu đặt mua cái sản phẩm hàng kỹ chất lượng cao. Và video clip ngày hôm nay thì đơn vị chúng tôi cũng xin phép là kết thúc tại đây. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video clip lần sau. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.